Trong 9 giờ qua, trên khu vực tỉnh Lai Châu có mưa vừa mưa to. Dự báo trong đêm nay và sáng mai, khu vực tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa, lũ quét và sạt lở đất, ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra. Để tránh thiệt hại về người và tài sản, Thủy điện Tây Bắc và Thủy điện Hội Quảng Bản Chát vừa có thông báo xả lũ, cảnh báo các tổ chức cá nhân chủ động bảo đảm an toàn về tài sản và tính mạng. Nhà máy Thủy điện Nậm Nam 1 dự kiến sẽ xả lũ khi mực nước hồ dâng quá cao, độ cho phép lưu lượng xả bằng lưu lượng thừa khi không qua các tổ máy nhằm giúp mực nước hồ chứa ở cao độ cho phép. Tính đến 13 giờ chiều nay, mực nước hồ Hội Quảng đạt cao trình 369,99 m. Trên lưu vực khu giữa đang có mưa to diện rộng, dự kiến mực nước sẽ đạt vạt vực cao trình, mực nước dâng bình thường 370 m. Để bảo đảm an toàn cho công trình vùng hạ du, công ty thủy điện Hội Quảng bản chát sẽ xả nước qua đập tràn thủy điện Hội Quảng khi mực nước hồ Hội Quảng vượt quá cao trình. Trước thời điểm xả 2 giờ, công ty sẽ thông báo trực tiếp đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, huyện.